FunnyGames.vn, Sa Mạc Liên Quân, PUBG, giá rẻ, uy tín. Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Thành Si đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Hungry Dragon nhá, rồng đói nha anh em. Hiện tại đang bán giảm giá cái con rồng này với giá chỉ có 100 game thôi. Ui, có tiền thì mình cũng sẽ xúc cái con Draconis này luôn. Nó là một cái cỡ dạng XL anh em. Nó bán game không ta? Hình như không bán. Như không offer game đây. 150 game và 100. Ui, có 100 game à, ít thế. Lần trước mình nhớ bán là 200 game đúng không? Lần trước là 200 game cơ. Ít quá, không ăn thua luôn. 109 thì được, có 53 game à. Nó có cái offer giảm giá thì mới ngon nè. Nhưng mà không có cái offer giảm giá xịn rồi anh em. 100 game thì mình không khoái cho lắm. Thôi mình sẽ tiếp tục tiết kiệm tiền để ấy đi nhá. Để mở sau vậy nha. Hôm nay thì con này thì không thể unlock được rồi, dĩ nhiên rồi. Chúng ta sẽ chơi cái tournament này cái này. Chúng ta phải chơi tournament sẽ được một cái Ray Pass War Grantee gì đó. Rồi chúng ta sẽ chơi một xíu. Chúng ta sử dụng cái con Draconis anh em ạ. Ui. Hack luôn anh em. Và chúng ta dùng được một con cá ngựa kìa. Wow. Chơi luôn. Yes, hôm nay được dùng dòng mới anh em ạ. Cảm xúc phết. Yes. Cái game này nó khó hơn cái game Hungry Shark War, Hungry Shark Evolution, tại vì là không xem quảng cáo được để lấy game. Úi xồi, rồng mới anh em. Ui chà, quan con kia. Ui, người vàng. Từ dùng boost. Dùng boost này. Ui chà. Ai à, rồng mới anh em. Rồng cánh này sao rách vậy? Cái cánh của nó bị rách thì anh em thấy không? Cái này không có map luôn ạ. Có map, vẫn có map nha. Nhưng mà chỉ lấy trước được chữ Hungry thôi, không có trứng đâu. Tại vì map này map sự kiện mà. Map nhiệm vụ, sự kiện gì đấy. Và sẽ không có. Rồi, ok, đi thôi. Toàn vàng anh em ạ. Ui, toàn bằng vàng thế này. Thấy không? Con rồng này hóa thành vàng à? Hóa bọn quái hình vàng ấy sao toàn vàng nè. Khá là dị ta. Nhờ kinh hoàng phết, chỗ này có một chữ tiếp, xong rồi lên trên có một chữ, phía dưới đường hầm có một chữ N. Cho đi lấy chữ Hungry nha anh em ơi. Wow. Ui, nhưng không ăn được một số chữ, không ăn được một số cái gọi là XXL anh em. Một số cái XXL không thể ăn được nha, không thể nuốt được. Ui, vàng nè. Nó gọi là dã man. Ui ôi, xuống thế. Ui ôi, vãi lều thật. Ôi, cắn nhau. Cắn sao lắm vàng nhỉ? Xuống thật sự luôn anh em. Mình hết bút rồi. Quái trợ. Ây à, con lợn này nó dám đánh mình anh em ơi. Cái sự kiện này như ta sẽ phải ăn ăn cái gì ta? Cho chắc lên kia lấy cái chữ đây anh em ạ. Cho lấy cái chữ đã. Lắm vàng thế. Cái này cầy vàng xuống vãi. Phải nói vậy. Gold Fires, thổi lửa nào mấy cưng ơi, vào đây nào. Uầy, nó gọi là đẳng cấp đây. Tiêu. Cái này cũng có cho chúng ta phép sử dụng rồng gọi là sự kiện, nên có thể chơi được. Lúc nào có tiền thì mình sẽ góp tiền để mua mấy con này xong. Nhưng thật ra mình muốn, ui con này không ăn được, con này cần XXL, what the fuck. Có một số loại rồng mình không ăn được đâu nhá. Đừng có dại mà đánh nhau bọn nó không là chết, mất xác ấy. Lên trên anh em ơi, sang bên này để xong lên trên nào. Chim, Canegary. Úi dạ, ăn được cũng được. Ăn để tăng lên cái sức mạnh lên một chút đây anh em. Nào, bên này có gì không? Ui, wish. Này thì wish này. Thêm game anh em. 29 game. Chúng ta cố gắng tiết kiệm lên khoảng 35 hay 45 ấy, để mua cái dạng rồng cuối của con Umbra. Con rồng mạnh nhất của đất. Ăn cái gì đây? L, ok. Toàn chim vàng thôi anh em ơi. Toàn chim vàng, rồng vàng. Hết rồi. Đi thôi. Lên trên. Cả một đống chim vàng và một đống nhện vàng luôn này. Ây da, chết. Mày á. Tốt quá, đang thiếu thức ăn thì nó lại vào mồm mình anh em. Cho kiếm khoảng 7.500 vàng rồi. Ok. Người nè. Ui, happy birthday, chúng ta sẽ không bị mất cái độ đói luôn. Yes, ăn hết. Fires, rồi
ôi vàng nè. Tiền. Time up hết thời gian à? Ôi chỉ chơi một tí thôi ạ. Không chơi được nhiều ạ. The hell. Con rồi không chơi được nhiều anh em. Chỉ chơi được một xíu xíu à. Là nó kết thúc rồi. Thôi vậy. Trong chơi thì phải chịu thôi. Chắc chắn rồi. Mình ra đứng thứ hạng 29 này. Ok. Chơi thì sẽ mất khoảng 5 tiếng nữa để có thể chơi được Draconis gì đấy. 100 mảnh, giá có 45.000 thôi. Và chúng ta sẽ kiếm được con Electrozoas. Con này giá mua thì bình thường sẽ bằng là 90 game. À 100 game. Electrozoas là thêm 100 cái Golden Fragment nữa. Có vẻ những khá hay, hay là ta nạp vào để mua con này ta. Ok, chúng ta còn cần thêm một mảnh nữa. Một ít mảnh nữa sẽ còn lên được nè. Con này có thể equip thêm một con nữa anh em ạ. Thêm một con Chiris gì nữa. Con gì ta. Không để ý lắm nhưng mà thôi. Đằng nào thì ta sắp lên được cỡ XL của con rồng Icer Breaker rồi. Test thử sức mạnh phát nhờ. Lâu lâu không vào. Đây, kiếm cái mảnh đây anh em. Survival 4 phút 50 giây tổng số đây. Active 4 cái virus này. Và flying 5.000m. Ok. Canary Language top 1. Ok, chúng ta đang ở top mấy đây? Không biết là top mấy luôn. Wow, hiệu ứng của mình ngon hơn. Rồng băng thì ngon rồi. Giá chỉ có 45.000 dành cho rồng Electro. Cũng như nhưng mà bình thường cái đấy sẽ mua được 200 game đấy anh em ạ. Và thêm được khoảng 100 cái mảnh Frost. Cái kia thì ngày xưa cũng thế. À, cái kia là 100. 100 thì được 200 game và được 100 mảnh. 200 mấy, 200 mảnh frag là mảnh vàng vàng ấy. Con lợn nhà nó. Bây giờ mình có thể cái siêu của ta cũng hơi bé thôi. Vẫn chưa gọi là to lắm đâu. Vẫn cùi à. Chưa ăn thua. Rồng băng vẫn bé tí à, vẫn chưa lên được cái dạng rồng lớn nhất đâu. Đúng không? R, ok, chữ R. Trong chữ hungry. Có trứng không? Không có trứng. Thế phải do cái map kia để kiếm trứng anh em. À có trứng nha. Map này có trứng nha. Map có trứng hết. Đi kiếm trứng nha. Lấy chữ Y. Lấy chữ Y và chữ N và chữ G. Xong rồi qua đây kiếm trứng nha. Lên lên. Con này được cái hay nè. Nó đóng băng toàn bộ các thứ. Rất là hay ho. Đó. Bây giờ đang size cấp M. Sắp lên size cấp L rồi anh em. Xôi ôi. Rồi cái gì đấy, cái gì đấy. Hello. Hello mấy cưng. Wow. Bây giờ mình mua tất cả rồng trong này mà anh em. Mình quán cầy để có thể mua tất cả các loài rồng ở trong này. Rồi cái gì đây. Nhưng mà mấy cái con đột biến này phải mua bằng à con này mấy con đột biến mới mua bằng game được mà. Mình nhớ con này mình mua 100 game đây. Đúng rồi, chính xác là mua cái con rồng băng 100 game mà. Cầy được thôi. Gì đâu mà phải xoán ăn được không. Không ăn được nhá. Mình có siêu. Mình có lớp siêu băng. Rất trâu. Khả năng đóng băng của chúng ta. Chữ Y. Có chữ Y trong bộ chữ rồi anh em. Đi nào. Cho ăn càng nhiều băng thì nó sẽ càng tăng giáp thôi. Trời ơi. Sorry anh em nha, mình đang bị viêm họng thì mình ghét mấy cái quả lửa, à mấy quả bom mày thích nhờ. Bom mày không ăn được anh em ạ, mình quen ăn mấy con kia có thêm game nè. Ok. Sắp đủ chữ rồi, ô bên này kìa. Bên này mới là ấy này. Sang bên này. Sang bên này thôi. Lợn bò vàng các kiểu. Ui dồi ôi. Nhân 4 luôn. Ui dồi ôi. Gì đây mấy cưng ơi. Chạy đâu hả mấy cưng. Ui rồi rồng vàng nè. Ui. Chạy mau. Nó cắn một cái tí chết rồi. What the fuck. Chết rồi. Con lợn cho nó. Đừng đâm mình. Yếu quá nhỉ. Con này được cái là đóng băng cái con boss thì nó khá là bá thôi. Chứ còn khả năng thì nó thấy nó hơi yếu. Đam thì rất là yếu rồi. Chưa đủ cấp. Lên cấp L cơ. Lên cấp L ăn nốt con ngựa này cái. Phù thủy. Mẹ láo thật sự luôn.
Con phù thủy đâu rồi? Phù thủy đâu rồi? Chạy rồi. Thủy chạy rồi anh em ơi. Ghét thật. À, chúng ta sẽ phải lên trên này. Đây là một cái hang động để vào đây con chữ mà. Chữ N nè. Ăn hết. Chúng ta full cái Harry. Ui, to quá. Đi bảo ha to quá không vào được. Thì tôi cũng quỳ. Có chữ không ta? Chữ đâu nhỉ? Chữ G xong rồi. Chết rồi. Sắp có băng nha. Đây rồi. Đây rồi, làm tan đá thành băng anh em ạ. Được, cũng được của nó ấy chứ nhờ. Không phải là hay đấy. Dù không quá khỏe so với những cái con kia nhưng mà đấy vẫn ok. Ok. Lên. Tiếp tục lên trên. Đang bay lên trên. Ui sổ ôi độc ạ. What the fuck man. Độc khó chịu nhờ. Mày á. Sao ăn tiếp. Trời, sắp chết rồi. Và chưa lấy được trứng ạ. Chết rồi. Chúng ta cần us more. Ăn eat more. Sẽ ăn thêm. Phải ăn thêm. Đóng băng đi cưng. Dưới này sẽ có một vài con nữa. Và đóng băng nó. Mình không ăn con này là mình chết. Wow man. Hay nhờ, quả đấy hay thật sự luôn đấy. Được của nó đấy anh em. Chắc là lên trên đấy nhỉ. Chắc là lên trên thì đánh mấy cái này. Bên này có con trứng à. Sáng quá nhỉ. Giờ mình lên đấy mình chắc là mình chết. Chết méo mất. Tại vì là Ui dồi ôi xong rồi. Ui dồi ôi. Xong tôi rồi. Xong tôi luôn rồi. Cái này cần cấp XXL. Cái cấp XL thì cũng phải lâu đấy anh em. Không hề nhanh đâu. Ở mình sẽ lấy cái con kia để lấy trứng nhá. Đấy con kia lấy trứng ta. Chỉ là cái con này để lấy cái mảnh kia đã thì nó cũng hợp lý hơn đấy. Thôi dùng con kia lấy trứng. Vẫn chưa lên được đâu. Ui 25 nè. Lên rồi này. Lên là cấp XXL này. Máu này. Còn boost này. Khả năng là băng này. Rồi chúng ta sẽ là size L của con này. Nhờn với anh à. Size L to hơn rồi đấy. Bây giờ chỉ sẽ lên size XL thôi là ngon. Next mission. Sẽ còn lâu cơ. Test thử tí không nhỉ. Thôi con này để mai đi. Lên cái cấp L rồi. Play tournament thì không chơi được. Con này giảm giá này. Còn gì khác không ta. Còn gì hot không. Cái này còn 3 ngày đã chơi nốt đi. Con này thì to rồi. Umbra thì quái vật rồi. Quái vật địa cầu rồi. Không nói nhiều đây. Hình của nó đây. Umbra đây. Nó làm cái sự gió đáng sợ. Nó là dã man. What the fuck. Hòm như chảy hiếc dưới tận dưới này ạ. Tôi muốn sang lấy quả trứng rồi. Ok. Ok baby. Sang lấy trứng nào. Đơn giản. Để lấy trứng thì với Umbra là không có gì khó cả. Ăn tất cơ mà. Ngồi thêm game nè. Yes sir. Cái gì đây. Các chú là ai. Chỉ sợ nhất quả bom khổng lồ thôi. Chứ con này thì nó không sợ cái gì cả. Chết rồi, đi nhầm đường rồi. Ai mà đi đường này. Dưới mới có đường mà. Đường này cứ tưởng là vô đối á. Có nhiều chỗ không thể bay lên đến tới được đâu. Ăn được thì ăn được tất cả đấy. Nhưng mà vẫn hơi yếu ấy, vẫn chưa đủ. Con này phải mắc cấp cơ thì hình như là mắc mắc kích thước phải không ta. Ôi, what the fuck, sao thì xuống tận dưới đất này. Hình như con hơi nhầm lẫn gì về cái đường đi thì phải đúng không. Rồi đây, đi lên trên. Có cửa mà, có cửa vào rõ ràng luôn. Có chỗ để vào mà. Đây, có mấy cái xương vớ vẩn đây. Đốt tí cho vui nha. Đốt tí cho các bạn trẻ vui cái nha. Có thêm người khổng lồ không. Cái fire rush của mình nó cũng lâu ấy. Lâu vãi tèo. Cho vào cho khu rừng thần bí à. Trên đỉnh ta sẽ có một trái trứng nha. Trứng là cái quan trọng. Và hòm vàng thì cũng sẽ rất là quan trọng. Tại vì sẽ có chứa game. Fuck. Trứng ở dưới ạ.
trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để có thể là ăn được trứng. Yes, có hòm không ta? Bên này có hòm này. Bên này sẽ có một cái hòm. Có cái gì hỏi chấm vậy ta? What the fuck? Tôi cũng chẳng biết là cái gì luôn. Mà thôi kệ đi. Ăn đi. Chiến đi. Có rồng gì to không? Mang hết ra đây nào cưng. Cái này đơn giản mà. Ai á, rồng ở trên ạ. Rồng ở trên anh em ạ. Ơi, người khổng lồ. Ai à, người khổng lồ. Hello người khổng lồ. Mình một hit thôi là chết rồi. Sức mạnh của XXL nữa. Nó gọi là quá là bá cháy luôn ý. Wow. Sức mạnh bá đạo của kích thước XXL nha anh em. Nó thật sự rất là mạnh. Quá mạnh đi. Trời ơi. Gọi là nó chạm nhẹ vào cái con quái vật thôi mà cũng chết ạ. Không có gì để nói luôn. Sẽ ăn hòm cái nhỉ. Sau trứng thì hòm sẽ là cái quan trọng tiếp theo của chúng ta. Mì. Sao này anh em ơi. Sang thành phố đó thì ăn hòm cái. Cố gắng lấy full hòm thì cũng hơi lâu đấy. Có lẽ mình sẽ ăn nước cái hòm kia cho anh em xem đã. Đây, hòm nó ở phía trên này. Nó xa thế nhờ. Làm cái nào để có thể bay đến đấy không? Chưa lên à? Không. Lên tận đây để lấy hòm thôi. Ui ôi, mãi mới lấy được cái chest collection anh em ơi. Có một chữ hỏi chấm này. Không biết là cái gì luôn. Ok thì chúng ta sẽ kêu mê nhé. Xin chào anh em và hẹn lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game là chuyện Hungry Dragon nha. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.